xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 57.8 của đài IBC TV để tiếp tục theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay. Trong phần 1 của chương trình, chúng tôi đã cùng nói về kiên nhân quả nghiệp báo cũng như những câu chuyện thật trong đời sống của học nhân và diệu nguyện về nhân quả. Vậy thì học nhân có câu chuyện nào khác về nhân quả nghiệp báo trong cuộc sống không? Học nhân có nghe qua là nếu mà học nhân cười hơn, cười nhiều hơn á, thì mấy người xung quanh rất là vui vẻ. Mà nếu mà học nhân giận á, thì mấy người xung quanh rất là giận hay là buồn hay là không có thoải mái hơn. Dạ, đúng. Giống như học nhân nhớ hồi học nhân đi chơi với mấy đám bạn á, mà học nhân lo lắng mà không có thoải mái á, thì mấy đứa bạn cũng cảm giác cái đó. Đúng rồi. Mà sau bây giờ thì nhân tập mà hít thở, đừng có lo lắng mà để cái đầu óc rất là thoải mái, rất là rộng rãi, để mà mọi người xung quanh rất là cảm nhận được, đúng không? Dạ, họ feel được cái cái feeling của mình, phải không? Dạ, và họ đồng cảm với mình. Dạ, dạ, đúng. Phải có một cái khoảng trống ở trong đầu, cho nên mà lúc nào mình cũng nhét tất cả những cái tư tưởng, đặc biệt là những cái ý niệm thù hận, tức tối, ganh tị hoặc giả là khó chịu, thì cái đầu của mình nó sẽ nghĩa là đánh lộn ở trong á, nhiều khi mình tự đánh lộn của mình đó, cho nên phải có một cái khoảng trống cần thiết, ít nhất là 5 phút 7 phút, đó là tối thiểu, hoặc giả là 15 phút, còn càng nhiều càng tốt. Đó là một cái khoảng trống mà nó rỗng lặng, nó an nhiên, nó tự tại, nó thanh thoát. Thành thử ra người ta nói rằng là trầm cảm là do có nhiều khoảng trống trong đầu, không phải vậy đâu. Có nhiều cái khoảng trống trong đầu, nhiều chừng nào tốt chừng đó. Đó là cái năng lực thanh tịnh cần thiết đó, để cho nó giúp đời sống của chúng ta thật sự hạnh phúc, thật sự an lạc. Thành thử ra cái mà gọi là tịch lặng, cái gọi là emptiness, tức là cái không tính đó, là cái mà mình phải thể nghiệm thì mình mới đạt được một cái đời sống rất là an nhiên, rất là tự tại. Nhưng mà ngược lại, có những cái ý niệm mà người ta cho là có những cái khoảng trống trong đầu, thực ra cái đó không phải. Nó tạo ra cái mà gọi là cái trầm cảm đó, là nó khác với cái quan niệm, với những cái tri thức của Phật giáo. Dạ, mà con thấy là cái người mà không có tập cái không tính á, thì cái người đó rất là nặng. Giống như là trong đầu óc nó biểu hiện ra là cái người đó suy nghĩ rất là nặng, rất là nặng nề. Nghe người đi bộ hay là làm cái việc gì đó rất là nặng luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Có nhiều người khi mà mình nhìn vào họ, mình thấy họ rất là nặng nề, họ rất là lo lắng. Ngay cả khi họ đi đứng hay họ ăn uống cũng thấy rất là buồn á thầy, rất là nặng nề. Cái đó nó sẽ tạo cho họ một cái thiệt thòi rất là lớn, bởi vì chính những cái sự nặng nề, những cái căm giận, những cái tức tối đó, nó làm cho cái tôi của họ mỗi ngày một lớn hơn. Mà cái tôi của mình đó, lớn chừng nào thì nó là một cái trở ngại cho những cái ứng xử, cho những cái mà mình có thể tiếp xúc với chính mình để mình có một cái đời sống thực sự an nhiên, giải thoát. Cho nên đó, cố gắng làm sao mà mỗi ngày dành khoảng 10 phút, 15 phút để mà thiền tập. Nó làm cho đầu óc của mình nó thoáng, nó thoải mái, nó không có bị nhiều cái căng thẳng, không bị những cái áp lực này, áp lực khác. Mình phải vượt lên trên tất cả những cái áp lực bằng cách tập hít thở, chú ý vào, hơi thở ra, hơi thở vào. Nhất là trong cái lúc đang làm việc, hay là lúc mà đi xe, mình thấy kẹt xe, có những cái tâm lý bình thường bực bội, tức thế này thế kia, nhưng mà tức rồi liệu nó có giải quyết được cái tình trạng kẹt xe không? Không, mình thiệt thòi, mình sẽ giết chết cái niềm an lạc của chính mình. Cho nên thay vậy,
tức hay vì nôn nóng. Mình nôn nóng nó cũng không thể làm cho mình chạy nhanh hơn. Cho nên mình bình thản ngồi, hít thở, quán chiếu, hay giả là niệm Phật, hay giả là trì một cái câu chú nào đó. Đó là cái cách mà chúng ta giải quyết vấn đề một cách rất rất là thực tế. Dạ, yeah. Diệu Nguyện có đọc được trong một quyển sách đó, thì họ nói là trước khi mà mình đang tức giận ai, trước khi mà mình đổ lên đầu họ, trước khi mình nói với họ, thì mình hãy hít thở 3 lần. Thì sau đó mình sẽ bớt có những cái lời nói gây tổn thương lên người khác hơn. Đúng rồi, bởi vì thực ra trách móc hoặc là đổ thừa, cái đó là nó xuất phát từ cái sự thiếu cái ý thức về vấn đề nghiệp báo, nhân quả. Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay sở dĩ mình phải gặp những cái khó khăn như thế này, như thế khác là vì trong nhiều kiếp ở quá khứ mình đã tạo những cái nghiệp bất thiện, mình có gieo trồng những cái hạt giống xấu, cho nên ở cái đời này mình phải chuốc lấy những cái quả báo xấu. Chứ không người nào có thể mang cái sự đau khổ hay giả là phiền lụy đến cho mình cả. Không ai có cái khả năng đó. Đó là những cái điều mà Đức Phật đã khai thị. Và nếu mà chúng ta là những cái người học Phật, hiểu được những lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta không trách móc, chúng ta không có đổ thừa, mà chúng ta hãy tự trách mình là vì vụng tu, vì kiếp trước tạo những cái ác nghiệp, cho nên đời này mình phải chuốc lấy những cái quả báo rất là xấu. Chính vì vậy mà mình nỗ lực nhiều hơn, mình tinh tấn để mà tu tập, để mình chuyển hóa những cái ác nghiệp và giúp cho mình có nhiều cái cơ hội để tự hoàn thiện bản thân. Và do cái việc mà mình hoàn thiện được chính mình sẽ có nhiều khả năng để giúp cho người khác hoàn thiện. Dạ, thưa thầy, con thấy là mấy người mà rất là thành công á, có high expectations, là kỳ vọng cao hả? Dạ, có kỳ vọng cao. Kỳ vọng cao. Thì mấy người đó đó có giống như là cái stress, stress tiếng Việt là có nhiều là... áp lực. Vì căng thẳng. Kỳ vọng nhiều quá lắm. Thì nếu mà một người mà thành công á, giống như very successful, right? Mà tập thiện hay là tập làm gì đó tốt á, mà mất đi cái kỳ vọng cao đó, thì có thành công nó không thầy? Con hiểu. Hả, thầy? Họ vẫn có những cái thành công của họ. Thành công ở đây á, không phải là do họ ở một cái vị trí nào rất là cao trong một cái guồng máy xã hội nào đó. Thành công cũng không nhất thiết là họ đã thu nhập được một cái nguồn lợi tức rất là cao vào mỗi năm hay là mỗi mùa hay là mỗi tháng. Mà cái sự thành công ở đây đó, theo cái sự đánh giá của Đạo Phật, thì họ thật sự hạnh phúc, họ thật sự an lạc. Họ không còn bị căng thẳng, không còn lo âu, không còn sợ hãi. Bởi vì cái nhu cầu hạnh phúc, cái nhu cầu an lạc, cái nhu cầu thương yêu, đó là cái nhu cầu rất rất là lớn của mỗi một con người trên một cái hành tinh rất là nhỏ bé này. Ai cũng có cái nhu cầu thương yêu cả, ai cũng có cái nhu cầu hạnh phúc, ai cũng có cái nhu cầu an lạc. Mình ngồi trên một đống tiền không hẳn là thật sự hạnh phúc an lạc. Mình ngồi trên một cái chiếc ghế nào đó, kể cả cái ngai vua hay là tổng thống, không hẳn là mình đã rũ bỏ tất cả những cái sự lo lắng, cái sự bất an, mà ngược lại có nhiều cái áp lực, nhiều cái sự sợ hãi nó xâm chiếm trong tâm hồn của mình. Có vợ có chồng không hẳn là thật sự hạnh phúc. Vấn đề ở đây là cái cách cư xử, cái tâm của mình như thế nào. Bởi vì hạnh phúc nó xuất phát từ ở trong chính tâm thức của chúng ta, chứ không phải là nó đưa đến từ một cái vấn đề nào đó ở bên ngoài, không phải là do cái ngoại cảnh. Do vậy mà khi mà chúng ta mất một cái gì đó, nhưng mà bù lại đó, mình cảm nhận được cái sự thanh thản, an lạc, thoải mái, thì cái đó không phải là một cái thiệt thòi, mà cái đó là một cái sự bù đắp rất là lớn. Cứ lấy một cái thí dụ, Thái tử Tất Đạt Đa trước khi xuất gia tầm đạo, ngài ở trong ngai vàng địa ngục, có tất cả những gì mà
những người khác không có. Nhưng mà Ngài có hạnh phúc không? Ngài có an lạc không? Không, nếu Ngài thật sự hạnh phúc, an lạc thì Thái tử Tất Đạt Đa Đà không xuất gia tầm đạo. Cho nên Ngài thấy tất cả những cái đó là trói buộc, vướng bận. Ngài vứt bỏ ngai vàng địa ngọc, Ngài khước từ tất cả những cái quyền, những cái lợi, những cái tên tuổi, Ngài vào ở trong vùng rừng sâu. Nhưng mà Ngài thấy rất là hạnh phúc, phải không? Đó. Có một cái sự bù đắp rất là lớn. Và nếu ngày hôm đó Thái tử Tất Đạt Đa không xuất gia tầm đạo, Ngài giữ cái ngai vàng đó thì cùng lắm là 80 năm thôi. Và giờ này thì cũng trở thành hoa vàng, phải không? Còn bây giờ Ngài vứt bỏ cái ngai vàng của thế tục, Ngài kiến lập một cái vương quốc của chánh pháp. Bây giờ vương cấp cái vương quốc chánh pháp nó mở rộng khắp nơi trên thế giới, và nó mang lại cái sự lộ lạc cả hàng tỷ tâm hồn xuyên suốt nhiều thế kỷ qua. Cho nên mình nhìn vào cái đời sống của Đức Phật, mình nhìn vào cái đời sống của một cái bậc vĩ nhân nào đó, họ hy sinh những cái quyền lợi riêng tư của cá nhân, họ có thể mất cái địa vị, mất cái lợi nhuận nào đó, nhưng mà ngược lại mang lại cái lợi ích lớn lao và lâu dài cho chính họ và tha nhân. Đó là một cái điều mà lịch sử chứng minh, từ quá khứ xuyên suốt đến cái thời đại mà chúng ta đang ngồi ở đây để hầu chuyện với quý khán thính giả. Dạ, chúng con xin cảm ơn Thầy. Cảm ơn Thầy. Chương trình Sống Đời Sống Phật. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý. Nếu quý vị có câu hỏi về tâm linh, xin quý vị hoan hỷ liên lạc chủ đường ngữ 714-890-913, 714-890-913 hoặc chủ yếu Pháp 626-614-0566, 626-614-0566. Xây tương thân tình trong